Hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe quốc dân, xứng tầm quốc dân luôn các bác nhé. Một chiếc xe Toyota Vios đời 2017 số sàn, với động cơ trang bị của em nó là 1.5. Các bác nhìn này, nước sơn màu vàng cát. Màu vàng cát cũng là một trong những cái màu mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm nhé. Không chỉ đen và trắng đâu, màu vàng cát còn đoạt đứng số 1 luôn. Đứng số 1 về doanh thu, đứng số 1 về sự yêu thích khách hàng nhà mình ạ. Các bác cùng bỏ chút thời gian ra cùng xem em Hương xem hết video ngày hôm nay nhé. Xe vừa mới về, em quay qua thôi. Thứ nhất là em nó là biển 18 này, form mới đẹp này, máy trắng nhá, 2017 tất nhiên phải là máy trắng rồi, không phải là máy đen đâu. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon có đèn gầm. La răng của em nó là la răng thể thao, dạng đa chấu nhá, rất là nhiều chấu này, dàn lốp dày, phanh ABS xin nhan trên gương. Toyota Vios 2017 số sàn giá chào bán chỉ có 368 triệu thôi ạ. Xe cực kỳ đẹp luôn. 368 triệu các bác nhá, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Vì em Hương được lộc mà, bác chủ cũ có để lại xe cho em giá hợp lý thì em lại để giá hợp lý cho các bác nhà mình. Em quay qua thôi các bác nhá, táp ly táp lô đẹp này, màn hình Android cảm ứng này, ghế là đẹp này, tại vì khoảng cách của hai chiếc xe nó gần nhau quá nên là em chỉ quay qua thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu đây ạ. 7,3 lít trong 100 km trong đô thị này, nếu ngoài đô thị chỉ 5 lít thôi. Đây sẽ là 90%. 90% quyết định khi mua xe Vios. Vì sao? Vì lành, tiết kiệm nhiên liệu và ăn ít xăng. Tay nắm cửa ốp mạ chrome sáng choang rồi. Xe rất là đẹp luôn. Màu kem này. Trần da 6D này, phía dưới thảm cao su lo sạch sẽ rồi. Vios đời 2017 số sàn. Một dàn lốp dày, phanh ABS chống bó cứng này. Phía sau xe thì có cho em là cam lùi này. Bản E xịn 2017 đây, có cam lùi đầy đủ cho em nhé. Xe vừa mới về, chưa qua make up spa. Bao giờ em Hương cũng quay trước một video trước khi mà em bàn giao cho khách hoặc các bác đến xem xe. Xe mộc các bác đã ưng rồi, đã quyết định xuống ủng hộ em Lê Hương rồi, thì khi mà xe mà em còn sơn tỉa thêm một chút, vì xe cũ thì không thể tránh trẻ được sơn tỉa các bác nhé. Ví dụ như mà em nó là đang là 100% sơn zin, có xước xác nhẹ một chút, ví dụ như thế này, thì em Hương sẽ sơn tỉa lại chỗ này thôi, một chút chỗ này thôi. Sơn zin của em nó tổng thể vẫn là hơn 90%. Vẫn là hơn 90% đây các bác cứ yên tâm nhá. Em là một người bán xe cực kỳ nói thật luôn. Tình trạng xe như nào thì em sẽ nói như vậy nhá. Với dòng 2017 này, gương kính sẽ là gương kính cụp chỉnh tự động này. Và bốn bánh đều trang bị phanh ABS chống bó cứng này. Xin nhan trên gương đẹp này. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, các bác nhìn nội thất này. Quá là chất luôn. Màn hình Android cảm ứng siêu to khổng lồ, to như cái tivi luôn. Ghế da căng mọng này. Ốc nhái không hề bị vặn mở nhá. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa này. Táp ly cũng đẹp luôn. Toyota Vios 2017 số sàn 1.5 form mới, máy trắng nhá. Bốn bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng cho em. Và điều đặc biệt là bác chủ quẹt lên cho em nó một cái cụm đèn pha phía trước cực kỳ sắc nét luôn. Đèn nguyên bản sẽ là đèn halogen, nhưng độ lên đèn bi salon các bác ạ. Độ lên đèn bi salon. Một dàn lốp Michelin dày, phanh ABS này. Khu vực này các bác nhìn này, nhà có trẻ nhỏ để không tránh được một chút sơn nó bị xước nhẹ như này, nhưng em sẽ xử lý hết những chỗ này nhé. Đấy là điều chắc chắn rồi. Khi mua xe cũ các bác phải hoan hỉ cho em là gì ạ? Máy số em cam kết không đâm xô, không ngập nước, chủ mã phạt nguội em cũng cam kết cho mình. Nhưng sơn tỉa là không thể tránh được. Sơn còn 90-95% là chấp nhận được đúng không ạ? Sơn còn như vậy là quá là tốt luôn. Nên bác nào đang yêu thích về chiếc xe Vios 2017 này, giá chỉ trên 300 triệu thôi. Rất là hiếm khi em Hương về chiếc xe đẹp như thế này mà giá hợp lý các bác nhé. Em sẽ mở khoang máy luôn, em quay qua một video cho các bác nhà mình xem đây ạ. Rất là hiếm khi em Hương về thêm một chiếc xe Vios Toyota đẹp như này. Nguyên bản xe như thế nào thì em quay như vậy. Sau khi quay video cho các bác xong thì em Hương sẽ lại chính thức đi dọn rửa thêm một chút này. Đây các bác nhé, nguyên bản của máy số nó sẽ như thế này. Em chưa dọn rửa nó sẽ hơi bị bụi bẩn một chút các bác như này. Hơi bụi bẩn một chút vì đây là xe nguyên bản em mua trực tiếp của bác dân. Với 2017 sẽ là máy trắng, vì dòng Toyota Vios đến cuối 2016 là lên form mới máy trắng rồi. Thì 2017 tất nhiên phải là máy trắng rồi. Các bác cứ nhìn kỹ phần tai đèn cho em này. Ốc lắp cabo này, keo chỉn, bấm đinh tán, tất cả đây. Các bác cứ nhìn kỹ cho em nhé. Thảm chống nóng giảm nhiệt còn giữ được nguyên bản ạ. 2011, máy số đây. Không cần phải bàn cãi quá là nhiều đúng không ạ? Nhìn máy số như này các bác thấy ạ. Rất là thật thà khi mà em quay trực tiếp khoang động cơ cho các bác như thế này. Khi mà xe vừa mới về, chưa qua make up, chưa qua spa, bác chủ cũ bán lại cho em như thế nào thì em quay nguyên bản như vậy luôn. Em quay nguyên bản như vậy luôn. Nhưng khi khách hàng nhận xe, mua xe thì em Hương sẽ lại tút tát lại một chút về sơn tỉa này. Nội thất em dọn qua đây một chút này. Máy số em rửa đi.
chỉ một chút bằng nước thôi là đã đẹp lung linh rồi. Nên bác nào đang quan tâm về Toyota Vios 2017 đặc biệt màu vàng cát này, 4 bánh phanh ABS xin nhan trên gương, cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, máy trắng, màn hình Android cảm ứng to, có cam lùi đầy đủ rồi. 368 triệu em Hương sẽ bao hồ sơ. Đến xem xe trực tiếp em còn bớt thêm. Bác nào ở xa quá thì em sẽ hỗ trợ một nửa tiền vận chuyển, nếu ở gần 100 km quay đầu em bao vận chuyển luôn. Ok chưa ạ? Kết nối qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhà mình vào 11:30 các ngày trong tuần. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Địa chỉ bên em: mặt đường 62m chân cầu Lộ Cương. Các bác đến khu vực cây xăng dầu 51 khung Bùng Binh chỗ kia kìa. Mặt đường 62m cạnh trường đại học, đó là địa chỉ bên em ạ. 160-180 đầu xe, giá chỉ từ 58 triệu là có xe đi rồi. Từ những dòng xe như Eco 7 chỗ, 5 chỗ hay những dòng xe 2 chỗ Chevrolet cờ đuôi rất là nhiều luôn. Video của em Hương xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn khách hàng nhà mình đã quan tâm ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa xem được video mới lần đầu thì đăng ký kênh của em các bác nhé. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.